Chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 nội dung chính sau đây. Ở phần 1, bạn sẽ thực hiện một bài khảo sát để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình. Phần 2 là kiến thức tổng quan về chức năng của gan trong cơ thể. Phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tác nhân gây ảnh hưởng tới gan. Phần 4 là những ảnh hưởng của gốc tự do đến sức khỏe của gan và cơ thể. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, Mutiso và Dandelion. Khóa học được xây dựng nhằm mục tiêu giúp bạn nắm bắt tầm quan trọng của thói quen sinh hoạt đối với lá gan, hiểu rõ quá trình vận hành 24/24 của nhà máy cơ thể, hiểu được tác động của việc tăng sinh gốc tự do đến sức khỏe lá gan, và cuối cùng là giúp bạn nắm bắt lợi điểm của Nutrilite, Mutiso và Dandelion hỗ trợ sức khỏe lá gan. Bạn nên quan tâm hơn về sức khỏe lá gan của mình. Bên cạnh đó, bạn có biết rằng gan là một trong những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể chúng ta? Bởi vì gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Gan phải đảm nhiệm 500 chức năng trong cơ thể. Gan có khả năng xử lý 1,4 lít máu mỗi phút. Gan đảm nhiệm hoạt động trong cơ thể rất nhiều. Vì vậy, chúng ta hãy duy trì việc chăm sóc gan. Gan có khả năng bị tổn thương nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc và bảo vệ. Mời bạn hãy bấm vào nút trang tiếp theo để cùng tìm hiểu rõ hơn về chức năng của gan trong cơ thể nhé. Tiếp theo mời bạn cùng chúng tôi xem một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách mà lá gan hoạt động như thế nào trong cơ thể chúng ta nhé. Có một nhà máy bên trong cơ thể bạn nặng khoảng 1,4 kg, xử lý 1,4 lít máu mỗi phút và hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày. Đó là gan, cơ quan nặng nhất trong cơ thể và là một trong những cơ quan quan trọng nhất. Nhiệm vụ quan trọng của gan là dự trữ glycogen, tổng hợp protein, sản xuất mật và thải độc. Các chất dinh dưỡng được lấy từ thực phẩm tiêu thụ được gan xử lý theo nhiều cách khác nhau. Và được máu vận chuyển đến các tế bào trong cơ thể. Chất dinh dưỡng còn thừa khi đó, gan giữ lại một ít trong bộ phận dự trữ phòng khi cơ thể cần đến. Máu chảy vào gan cũng chứa độc tố và sản phẩm phụ mà cơ thể không thể sử dụng. Gan kiểm soát chúng, chuyển hóa thành sản phẩm vô hại cho cơ thể, hoặc tách biệt và loại bỏ, đưa chúng qua thận và ruột để thải ra ngoài. Nhà máy này sản xuất ra mọi thứ. Tạo ra những protein huyết tương, cho tới cholesterol. Nó cũng tạo ra dịch mật và những chất hỗ trợ tiêu hóa, mang những chất độc và sản phẩm phụ khác từ gan ra khỏi cơ thể. Gan là một khu công nghiệp thực hiện hàng loạt công việc hỗ trợ lẫn nhau, cần giữ gan khỏe mạnh và không bị quá tải độc tố. Đây là một cơ quan chúng ta không thể để ngừng hoạt động. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những tổn hại đến gan. Một ví dụ điển hình trong số đó chính là lạm dụng các chất cồn như bia rượu và ô nhiễm môi trường như khói bụi. Ngoài ra, sức khỏe của gan cũng bị yếu đi khi chúng ta hấp thụ thực phẩm bẩn hoặc tiếp xúc với các hóa chất độc hại hoặc do nhiễm các loại virus. Bên cạnh đó, thói quen sống không lành mạnh cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của gan. Khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với các tác nhân gây hại trên càng nhiều, thì cơ thể sẽ sản sinh ra càng nhiều gốc tự do hơn. Gốc tự do được biết đến như là những kẻ phá hoại tế bào. Hàng ngày, cơ thể chúng ta phải chịu nhiều sự tấn công của các gốc tự do. Nếu gốc tự do càng nhiều, thì gan có nguy cơ bị hủy hoại lớn hơn. Các gốc tự do gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe như dễ mắc các bệnh về não, gây suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cho mắt bị lão hóa, xơ cứng động mạch, dễ mắc các bệnh về tim mạch, tăng khả năng mắc bệnh viêm gan, ung thư gan và xơ gan. Vậy chúng ta cần phải làm gì để cân bằng gốc tự do trong cơ thể?
Một phương pháp hữu hiệu đó là chúng ta phải bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể. Chất chống oxy hóa thường có nhiều trong các loại rau, củ quả, các loại hạt. Chất chống oxy hóa giúp cho màng tế bào khỏe mạnh, trung hòa các gốc tự do và loại bỏ các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào. Hãy suy nghĩ xem, chúng ta đã thực sự bảo vệ gan hay chưa? Để bảo vệ sức khỏe của gan, chúng ta cần phải ngăn chặn các tác nhân từ bên ngoài, cung cấp những dưỡng chất giúp hỗ trợ sức khỏe gan từ bên trong. Đặc biệt, nên tăng cường thêm những dưỡng chất củng cố phục hồi chức năng của gan. Vậy, đâu là giải pháp cho việc bảo vệ sức khỏe lá gan? Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe về gan, Amway cung cấp giải pháp về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, Mutisol và Dandelion, giúp hỗ trợ giải độc gan và bảo vệ gan, hỗ trợ ngăn ngừa oxy hóa, trung hòa gốc tự do, giúp bảo vệ sức khỏe chính bạn và cho các thành viên trong gia đình bạn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, Mutisol và Dandelion với các thành phần nổi bật có trong mỗi viên sản phẩm như chiết xuất từ quả và rễ cây cúc gai, Mutisol với hàm lượng 156mg, chiết xuất từ rễ bồ công anh với hàm lượng 125mg, chiết xuất curcumin với 85% từ nghệ có hàm lượng 63,75mg, chiết xuất acerola cherry với hàm lượng 15mg. Ngoài ra còn có chiết xuất citrus bioflavonoid từ bưởi, quýt, chanh với hàm lượng 50mg. Hãy cùng khám phá vai trò của các thành phần trên mang lại lợi ích sức khỏe lá gan như thế nào nhé. Thành phần thứ nhất là chiết xuất từ quả và rễ cây cúc gai Mutisol, cung cấp các dưỡng chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tái tạo tế bào gan, bảo vệ màng tế bào gan, ổn định men gan và chống oxy hóa. Thành phần thứ hai của dòng sản phẩm này là chiết xuất từ rễ bồ công anh đã có lịch lâu đời trong việc duy trì sức khỏe lá gan. Thành phần này đem lại những hiệu quả nổi trội như tăng cường chức năng gan khỏe mạnh, giải độc gan và kháng khuẩn. Thành phần thứ ba là chiết xuất curcumin từ nghệ. Curcumin là chất chống oxy hóa với nhiều nghiên cứu cho thấy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lá gan như kháng viêm, phục hồi tổn thương do viêm ở gan, chống oxy hóa và kích thích gan tiết mật. Hai thành phần cuối cùng là chiết xuất acerola cherry và chiết xuất citrus bioflavonoid giúp cung cấp dưỡng chất thực vật bảo vệ tự nhiên cho tế bào và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ thể như tăng cường sức đề kháng, bổ sung chất chống oxy hóa, vô hoạt hóa các gốc tự do dư thừa giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Sản phẩm này phù hợp với người lớn, đặc biệt là những người suy giảm chức năng gan và những người hay uống rượu. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần lưu ý sử dụng sản phẩm đúng theo hướng dẫn sau đây. Uống 1 viên mỗi lần và uống 2 viên mỗi ngày ngay sau khi ăn. Với trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chức năng của lá gan, tác nhân ảnh hưởng sức khỏe lá gan, ảnh hưởng của gốc tự do đến sức khỏe lá gan và cơ thể, giải pháp bảo vệ sức khỏe Nutrilite, Mutisol và Dandelion. Từ bây giờ, hãy chăm sóc sức khỏe của chính bạn bằng cách tích cực luyện tập vận động thể chất, không uống nhiều bia rượu, tránh xa những chất có nguy cơ gây ung thư, hạn chế ăn những đồ ăn nhiều dầu mỡ hay đồ nướng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, Mutisol và Dandelion sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của chính bạn và cả gia đình.